Lệnh cấm của Estonia, Latvia và Litva đối với các phương tiện mang biển số Nga đi vào lãnh thổ của các nước này. Đây là một động thái chung nhằm thể hiện sự phản đối các nước này về cuộc xung đột hiện nay và ủng hộ các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu đối với Moscow. Trong khi đó, Nga cảnh báo có thể sẽ đáp trả tương xứng. Ngày 13 tháng 9, Estonia đã áp đặt biện pháp trừng phạt giống với các hành động tương tự của các nước láng giềng là Latvia và Litva. Bộ Nội vụ Estonia cho biết, quyết định của các quốc gia vùng Baltic đều là thành viên NATO, giáp biên giới với Nga đang thực hiện các biện pháp trừng phạt bổ sung nhắm vào Nga. Trước đó, theo quyết định của EU, xe cơ giới đăng ký tại Liên bang Nga không còn được phép vào lãnh thổ của khối EU, bao gồm cả Estonia, Latvia và Litva. Các quốc gia vùng Baltic cũng nằm trong số những nước châu Âu chỉ trích mạnh mẽ Nga trong cuộc xung đột lần này. Phản ứng với quyết định của Estonia, ngày 13 tháng 9, ông Andrei Krisa, Chủ tịch Ủy ban Hiến pháp Hội đồng Liên bang của Nga cho biết, nước này có thể sẽ đáp trả tương xứng. Trong một diễn biến liên quan, ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, đã tố cáo động thái của Ủy ban châu Âu là phân biệt chủng tộc. Ông cho biết Moscow có thể trả đũa bằng cách đình chỉ quan hệ ngoại giao với EU và triệu hồi các nhà ngoại giao của mình khỏi Brussels. Cùng ngày, cơ quan hải quan Liên bang Nga báo cáo rằng, chiếc xe đầu tiên cố gắng vào Estonia mang biển số Nga đã bị từ chối tại khu vực phía đông Estonia, giáp biên giới với Nga. Lệnh cấm đi vào bằng phương tiện cơ giới được áp dụng bất kể lý do chủ sở hữu hoặc người sử dụng phương tiện đó lưu trú tại Estonia hoặc EU. Lệnh cấm không áp dụng đối với các phương tiện sử dụng cho các cơ quan ngoại giao, lãnh sự của EU và các quốc gia thành viên, bao gồm các phái đoàn, đại sứ quán và cơ quan đại diện. Ngoài ra, các phương tiện cơ giới mang biển số của Liên bang Nga được phép rời khỏi Estonia hoặc đi qua biên giới nội bộ EU. Điều tương tự cũng áp dụng cho Latvia và Litva. Cơ quan hải quan Litva, giáp danh với khu vực Kaliningrad của Nga cho biết, trong ngày 13 tháng 9, đã trục xuất 36 phương tiện mang biển số Nga từ biên giới trong 48 giờ qua. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.